hai đúng không? Như mà đây nói cơ, cơ gì quỷ nhạc biết không? 8 là 16, bỏ số 10 lấy số 6 có nghĩa là mèo kêu năm đã đến rồi. Sáng đây tháng 6 à giờ cùng nhau. Thế vậy, vậy là mỗi coi tháng 6 này có chuyện gì? Đây là lời nói của người đã khuất. Đó là tháng 6 năm mèo bệnh ôn hoàng. Tin nữ này đã có thấy rõ ràng mèo đã đến nơi. Còn cho nữ này biết sẽ có nhừng 2 tháng 2 nữa. Bước qua 2023 là nhừng 2 tháng 2 sẽ có. Đúng không? Ta đây người đã bỏ xác, có tu nhân mới được bổn xác phàm. Hồi sinh các vị ở An Giang, hãy lập công bồi đức để mà có một hành trang về đất Phật. Bây giờ mỗi nó nói là trong năm 2023 này sẽ tới việc của Phật của thầy phải không? Đúng. Từ tháng 6 đến tháng 11, năm tháng này sẽ lũ lụt khắp nơi, nạn đói, chiến tranh từ tháng 6 cho đến tháng 10. Đây giữa đình của Hòa Hào, các chân linh rất là đông đó. Những người xưa, người cổ trở về, ta dùng khẩu đây nói cho các vị hay. Đông lắm, đông hơn cả người còn sống. Như trong vòng từ tháng 6 cho đến rằm tháng 10, 11 trong bao nhiêu đó thôi, các vị sẽ thấy đói, khổ, bệnh. Như mà bệnh dịch tả nó sẽ xảy ra tháng 6 dầm. Vậy là mình muốn vượt qua cái nạn này mình phải làm sao mỗi nói lên cho anh em này. Tùy duyên mỗi người đều có, nếu phước cao sẽ thoát được rộng này. Như ta đây nói lời khẩu của An Giang, 10 phần không còn được 4 phần đâu. Như thôi, chúng ta không cầu mong chuyện đó, chỉ mong ba tánh An Giang, tất cả người dân nước Việt có cuộc sống an hòa, thương yêu lẫn nhau như cha một con, dìu dắt nhau vào con đường hạnh phúc. Phải lấy lòng từ bi mình, khoan dung độ lượng, hãy thương những người nghèo khó. Dù họ có sai, mình cũng mở lòng từ ra mà tha thứ cho người ta. Nếu người ta sai hoài thì mình đừng nặng lời mắng nhiếc người ta. Mình không nói chuyện với người đó được, đó là lòng từ của mình phát khởi đó. Vậy là mọi người vậy là dầm, đúng dầm tháng 6 luôn hả mọi? Dầm tháng 6. Chơi gì? Tới 11, tới tháng 10, tháng 11 đó. Đã cho cái xác này thấy hồi năm 2022 rồi đó các vị ơi. Vậy là từ dầm tới tháng 11 đó. Đây, ta đi nói đây. Từ rằm tháng 6, bệnh ôn hoàng sẽ phát lên. Nó kéo dài cho đến tháng 10, tháng 11 sẽ có trận kinh thiên động địa. Đó là gì? Sập các nơi hết. Còn nhiều hơn mấy năm về trước. Một cù lao sập trước làm đầu, mà lòng ưng ngữ gia trầu quan thiên. Năm các vị một bài tình yêu nhân loại, ta có tình yêu rất nồng.
Thí dụ bây giờ trong sấm giảng thì thầy cũng có nói đến đây thì loạn lạc chiến tranh khắp thế giới hoàn cầu, nhưng mà thì thầy Phật nói vậy thôi chứ mình cũng không biết ngày nào năm nào tháng nào, nhưng bà con gắng tu phải có cái chữ tu đối liền với cái chữ mình giải cho người ta mới được, chứ mình nói khơ khơ thì cũng như chữ mình gọi ra công an bắt chấp luôn. Cô là sợ nhất là nói mà thiên cơ. Cái thiên cơ này đấy rất là khó. Khi ông Phật ổng xin lời của ổng nói trên mây rồi mình bạn dưới đất, không có chúng mình tậu chết luôn. Bởi vì thầy nói nghĩa trắng bạn đen thì cô sắc hình đó. Cái câu đó mình phải nhớ. Thí dụ mình được cái chân biển đi, thí dụ mình có chân biển thầy tiếp tế cho mình vài câu thì được. Còn mình không có chứ mình nói mình bàn ra, tự cái tâm mình bàn ra rồi có chúng như mấy ông nội tôi đầu hay nói hồi năm ngoái tháng 8 tháng 9 đấu khác rồi Tết này nói ăn Tết không được có đâu. Bây giờ nó tin tao nói tao nhắn tin nói mấy ông đạo hả nó có chân chưa, bây giờ cô nói là hôm nay nè cô nói là có chút là gió sấy nè lốc nè sập nhà nè là có rồi đó cô, những lời cô nói rồi cô nói bệnh tháng 5 tháng 4 có bây giờ có luôn. Thì mình nói từng từng vậy thôi đừng có nói nhé. Nói mình nói quá tiên tri á, thứ nhất là công an bắt mình, thứ nhì là mình mất uy tín, mình tiên tri mà không có đó. Giờ nóng nắng nhé. Nhớ thì sao? Thì bỏ sao sao bây giờ mà nắng nóng hơn thời xưa của năm vô. Thì cái đó thì mình cũng có nói rồi, cũng có nói qua. Bây giờ mình suy nghĩ cái chuyện khác. Chuyện đó đã xưa rồi, nói chi nói chuyện mới đi. Nói chuyện mới. Mới chuyện gì đây? Sư Thích Ca Ni Phật, Nam Mô Di Đà Phật, con kính lễ Phật, dạ con kính lễ thầy, dạ con mến chào cô Năm. Dạ. À, cô chào Trung Cầm. Dạ. Thì hôm nay cô Năm chia sẻ về Phật pháp. Dạ. Nói về thời cuộc bệnh đau, nói về con người. Thì bây giờ cô Năm chia sẻ Phật pháp trên đây cho bà con trong nước và ngoài nước được hiểu biết. Cái thứ nhất là đi cho đúng đường. Đúng đường là như thế nào? Đúng đường mình phải đi đúng chánh đạo. Phải tìm người đúng chánh đạo thì mình mới đến. Đừng đi đến những người thầy này thầy kia nói là ta đây là Phật, là tiên, là thánh. Rồi chứ đi đến đó không nên. Thì bây giờ cô thấy chúng sanh trong cái xã hội này rất là lầm lạc, rất là
tin tưởng những người không chánh đạo. Thì cô Năm nói lên đây chia sẻ cho bà con biết, đi chánh đạo có nghĩa là ta phải tu, nhìn cái, biết cái đó, người đó như thế nào thì ta đánh. Còn những người đó phải nhìn cho kỹ con người đó như thế nào thì mình mới nhận lại sư phụ của mình. Chứ không phải tin bà nghe bậy nói càng để rồi nhận lấy cái những cái hậu quả sau này không còn. Dạ thì kính thưa cô Năm, thì biết trước cô Năm cũng có nói là bây giờ nhiều người xuống rồi thành phần cũng có xưng thầy nhưng cũng đem những lời chánh pháp, mà do đó chúng ta mới lầm lạc dễ thầy. Chúng ta phải tu như thế nào? Tu không cần nhìn nhận những cái gì đó nói, mà phải tu theo cách nào cho nó đúng nhất. Mong cô Năm chia sẻ. Thì bây giờ cô Năm thấy là chúng sanh bây giờ lầm lạc quá nhiều, nên là cô Năm chia sẻ cái này để nhìn cho đúng người nào đúng, người nào sai, phải không? Dạ. Thì bây giờ mình cứ theo cái giáo lý của thầy và theo cái giáo lý của nhà Phật. Thì trong giáo lý của Phật và giáo lý của Phật và thầy thì cũng cùng chung một cái nghĩa là không mê tín dị đoan. Nếu người nào mà mê tín dị đoan quá thì sẽ lầm lạc. Có nghĩa là mê tín dị đoan có nghĩa là thấy người đó hay giỏi chạy theo là lầm lạc. Phải nhìn vào cái giáo lý và cái chân chắc của nhà Phật mang ra mình học theo đó thì không bao giờ lầm lạc. Còn mình mê tín gì đang thấy ông thầy này lên hay quá, làm những việc gì cũng được quá, chạy thầy là lạc được. Nên bây giờ chúng sanh thì tu đây cái màn này thì cũng rất là khó lắm. Nên là bà con phải gán là như thế nào? Gán tìm chân lý, giáo lý trong nhà Phật ban ra mình học hỏi cho đó. Đừng tin những lời chúng sanh phàm trần này nó nói. Chúng sanh phàm trần này bây giờ đấy là già rất là nhiều, chứ không phải là người nào cũng là thật. Nhưng bởi vì người phàm thì đâu có biết ai giả ai thật. Nên tránh để nhìn nhận vào cái giáo lý của thầy của Phật mà học hỏi theo đó mà tu thì chắc ăn không bao giờ làm lạc. Đó, cái này là cô Năm tiên đây là bằng cái tấm lòng của cô Năm, bằng cái chân thật của cô Năm để phiên chúng sanh bà con gán. Đừng chạy theo ảo tưởng, đừng chạy theo những cái đạo nào nó mới mở ra linh nghiệp. Bây giờ rất là nhiều đạo luôn. Đạo nào thì nó cũng nói Phật pháp của Phật không, chứ không có nói ngoài ra cái giáo lý của Phật. Không có nói ngoài ra cái căn bản giáo lý của Phật, nhà Phật đem ra nói chúng sanh mới nghe, mới làm. Là như vậy. Nên là mấy đứa cũng có hỏi cô, điện thoại nó hỏi cô, nói cô là con thấy cái ông đó, ông nói cũng ông nói Phật pháp không mà có được không cô? Thì nếu ông nói Phật pháp thì mấy đứa con cũng coi trong kinh Phật pháp con học đi, cần gì phải lệ ông mà nghe. Thì ông cũng nói trong giáo lý của Phật ra, thì ông cũng nhìn trong cái kinh của Phật ông nói ra, thì mình cũng biết như vậy, mình cũng lấy kinh sấm giảng của Phật của thầy ra mình học hỏi. Rồi mình tu tại nhà, mình niệm Phật, mình tụng kinh, mình làm hiền, làm lành, mình làm những việc thiện. Bây giờ ăn rất là lường gạt rất nhiều. Những thầy mà nói là bệnh để chị ma chị ta, đây là bản thân trong nhà có con nhỏ bị mấy chục triệu, nó chứ đừng nói chi sao thực tế này nè. Bởi vì bây giờ cô phiên bà con gán nhìn cái giáo lý của Phật, nhìn cái pháp của Phật ban ra, tu tại nhà, làm chân chánh, làm những việc thiện, đừng chạy theo. Bây giờ là thầy nói là có là 3600 cái đạo, rất là nhiều đạo luôn, mà chỉ Phật mình chỉ có một đạo mà thôi. Tại sao mà đó giờ mà mình không, mình tu theo Phật giờ mình chạy theo ai nữa? Bây giờ mình hồi đó giờ từ đời xưa tới giờ là ông bà mình tu theo đạo ông bà đó. Thì mình cứ bây giờ mình có được cái giáo lý và cái kinh của Phật ban ra rồi thì mình xem theo đó mà học mà tu, không nên chạy theo ai. Chạy theo là lạc,
đường lạc lối, bây giờ nó dụ thôi. Nên là mình phải, nếu mình nhận được thì thầy cũng có nói không nên nhận nguỵ mà làm chân. Những người đó là nguỵ, thì mình nhận cái nguỵ đó mà mình làm chân cho mình để mình học hỏi, mình trả theo là coi như rồi. Dạ. Cũng như ý cô Năm bây giờ là nên, người mà tu tỉnh muốn cho sáng suốt thì nên coi theo giáo lý của nhà Phật và tu tại nhà là chắc ăn nhất. Vì trong cái cuộc này thì hạ quan này thì Phật cùng ma đều xuống thế, nên mình là người phàm không biết đâu là Phật, không biết đâu là ma. Đúng rồi. Cho nên mình tu tại nhà là chắc ăn nhất. Ma này á, Phật ma, ma Phật. Người phàm chúng sanh làm sao nhận biết người này là Phật hay ma. Nên là thức tỉnh lại. Thức tỉnh lại mà tìm cái giáo lý của Phật. Ví dụ bây giờ mấy có người bà con thì không có đạo hảo, thì không biết cái giáo lý của thầy, thì kinh Phật cũng có dạy, dạy mình trong đó. Thì mình cứ coi cho đó, mình tu, mình tu nhà đi, tụng kinh nè, là cúng lại nè, làm hiền làm là đăng ca niệm Phật, cần gì phải đi lại người ta cũng nói gì thôi. Nên đêm nay là cũng nên nói cho bà con hiểu rõ, nhấn mạnh một câu là bây giờ tu tại nhà, vì màn này kết thúc, quỷ cùng ma xuống thế, các đạo tà nó cũng diễn ra rất là nhiều, nên là phiên tu tại nhà là chắc ăn, không nên chạy theo ai hết. Tu tại nhà làm hiền làm lành làm phước, ăn chay niệm Phật, tránh những việc ác, những việc chỉ làm ác mình không làm là được, gắng giữ cái bổn mạng để mà ba chiến chốt mình được gặp Phật, chứ không là không được gặp. Lạc về bên kia là gọi là tiêu rồi, không có gặp được nữa. Bây giờ là ta đang là bây giờ ta đang nắm về, đang ta dành như là hai bên dành cái dân, ai đông ai mạnh, ai nhiều ít, thì mình đi chánh đạo, mình đi mình tu tại nhà đi. Bây giờ như cô Năm nói đây, ví dụ như câu nào hay thì bà con rút ra cái câu đó đi học, còn không thì kinh nè, sấm giảng xứ liếc thầy có nè, kinh Phật cũng có nè, điều rất là nhiều bây giờ luôn là tu đâu đó. Bởi vì bây giờ nhiều lắm, đạo tà nó mua kéo, nó những lời của Phật đó mà, nó cái pháp của Phật không, thiết pháp của cô Phật luôn ban ra luôn, nhưng mà cái người con người là khác, cái lời nói là cụ nói ra là cái giáo lý của Phật, nhưng mà cái con người là khác. Nó nói gì để nói cho bà con gắn vừa biết. Người con hãy xin hỏi cô Năm rằng là muốn cho tỏ lỡ mục tiêu thành tâm còn nguyện sống thiện với hai đó. Đúng rồi, thì đó là lời của thầy nói, muốn cho tội lỗi mòn tiêu sớm ngày cầu nguyện, thì mình tu đó, mình niệm Phật nè là nghiệp chướng tiêu, bệnh nó cũng tiêu, những cái gì xui xẻo nó cũng tiêu, thì niệm Phật, tu ăn chay niệm Phật, làm hiền làm lành tu niệm thì những gì cũng tiêu, những cái gì chuyện gì nó cũng tan qua, tội lỗi mình cũng mòn tiêu luôn. Lời Phật dạy thì làm theo ý là đúng rồi. Thầy ông nói rất là đúng, ông cũng nói giải nghĩa rất cho mình hiểu luôn, chứ ông đâu có nói xa sâu gì đâu đó. Thì cái câu đó đó thì bà con cứ nghiêm tâm sớm giảng làm đi, niệm Phật nè thì được bệnh tật tiêu trừ, nghiệp chướng tiêu tan, gia đạo bình yên, nhiều đời nhiều kiếp mình tạo nghiệp chướng cũng tiêu luôn đó, là tiêu tan là gọi là như vậy. Trong cái sáu chữ Di Đà này nhiều lắm, tam thiên đại thiên hằng hà sa số Phật, niệm sáu chữ Di Đà là các chị hết trơn, hằng hà sa số người ta điện mình, người ta độ mình đó, chứ không phải là nói là có Phật Di Đà không. Cô nói cái này, cái câu này rất đơn giản nhưng bà con gán niệm Phật cho nhiều. Nam mô A Di Đà Phật, sáu chữ Di Đà, tam thiên đại thiên, đại là ba cõi trên trời, gồm lại là đại thiên nữa, là hằng hà sa số Phật, mà mình niệm lên một tiếng thôi, các hằng hà sa số Phật sẽ độ mình được. Bởi vì những việc gì mà không qua nhưng quan trọng là thành tâm, đúng không? Đúng, quan trọng niệm Phật phải thành tâm thì mới có. Người niệm không có linh hiệu miệu là có nghĩa là niệm cho có. Có người nói tôi cũng niệm Phật dữ lắm luôn á, tôi mà tôi niệm Phật dữ lắm mà sao tôi bệnh hoài mấy chục năm rồi, tôi ăn chay tôi niệm Phật dữ lắm mà sao tôi bệnh hoài. Thành lòng, thành tâm, khi mình niệm Phật thì có tâm mình phải thành, phải nhớ có cái chữ Phật và có cái tâm Phật trong đó thì được Phật cứu. Còn niệm niệm cho đấy có ai còn cứu. Là còn một cái đó nữa, cái thành tâm thành lòng và cái tâm mình từ bi nữa. Ví dụ mình niệm Phật mình làm ác không mà rồi Phật đâu cũng cứu được.
Niệm Phật thì phải biết làm hiền, niệm Phật phải biết từ bi thì Phật mới cứu. Chứ là cái miệng thì niệm mà cái lòng đi làm gì khác không, đâu có cứu. Nên là có người niệm nói tôi niệm quá niệm mà tôi không được. Niệm là phải do cái tâm mình nữa, cái tâm mình từ bi biết thương người nó mới cứu được, Phật mới cứu. Chứ không phải mà niệm Phật mà nói người này mình phải cắt nghĩa ra cái đó cho bà con mới hiểu. Có người nói niệm Phật mà không được đó là có nghĩa là như vậy đó. Với lại có người niệm Phật nếu niệm thành tâm, niệm Phật mà vẫn thành tâm mà vẫn không được Phật cứu trong kiếp này là do như thế nào cô Năm? Do cái nghiệp kiếp trước. Kiếp trước mình tạo quá nhiều tạo lầm. Thì thầy có nói luật nhân quả thật là cao diễn suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Thì hôm nay ngày này là cái mạng này chúng sanh đã đầu thai lên cái mạng này kiếp này. Thì kiếp trước mình làm rất là nhiều tội lỗi, mà lên đây thì biết ăn năn tu cải hối làm lành trong cái kiếp này. Thì kiếp này làm hiền làm lành, ăn năn hối cải thì kiếp sau hưởng. Còn bây giờ đang khổ thì trả cái kiếp trước cho nó sạch, cho nó xong. Để kiếp sau mình giúp nợ chồng mình được hưởng trọn vẹn kiếp sau. Kiếp này vừa trả vừa tu thì kiếp sau mình hưởng trọn vẹn cái sự tu của mình kiếp này. Cho nên những bà con mà niệm Phật thành tâm mà vẫn bệnh vẫn còn ăn năn hối lỗi mà vẫn còn thì cũng đừng tránh để... đừng buồn. Tôi khuyên bà con tu rất là tốt, nhưng mà nặng này nặng kia vẫn bệnh là đừng buồn. Cái đó là mình giải cái nghiệp, giải nghiệp kiếp trước mình tạo đó, rồi cái này mình làm cho trọn kiếp này, kiếp sau mình được về dương hỏi long qua luôn. Chứ không phải là không nghe tu mà chịu bệnh chịu quản mà tu rất là tinh tấn luôn nhưng mà vẫn bệnh, giải cho hết, giải cho cái kiếp trước mình đã tạo, bây giờ mình giải cho sạch để mình tu cái phút này của mình về, mình được về với cha với mẹ dư hội mà. Chứ không phải là nói vậy đâu được. Bởi vì các nghĩa cho bà con hiểu biết đừng có nản, bởi vì ông Phật ông thầy có nói rồi đó, ông nhờ quả cho người hành đạo lúc nguy nàng thối chí cũng chẳng chẳng chặt già bỏ lăng Phật thánh. Là khi mình tu mình gặp rất nhiều chuyện khổ là do cái kiếp trước mình đó mình tạo đó, bây giờ mình trả đó, rồi mình nản mình nói tôi tu hoài đúng mà được, đừng nản, bền lòng chặt già sau này sẽ được hưởng. Còn đang khổ đây là trả kiếp trước, bởi vì thầy có nói một câu đó rồi, thì luật nhân quả đó thì nhân nào quả nấy. Thì bây giờ mình trả mà mình tu thì mình tới đây mình hưởng. Vậy thôi bà con đừng có buồn, tu mà đau mà bệnh khổ đừng buồn, giải nghiệp đó. Cho nên nếu mình thì tu niệm Phật, người nào không thành tâm thì phải thành tâm, mà thành tâm vẫn còn cái những cái nạn kiếp là do mình nhiều đời nhiều kiếp đã gieo, nên mình phải trả kiếp này hết cô Năm. Kiếp này trả cho sạch để mình tu được giải hết cái những cái quan ăn khổ sợ ăn quán tiền kiếp, kiếp này mình trả dồn dập rồi. Mà mình càng tu đen, nếu mình có nghiệp trước nặng đó thì mình càng khổ nhiều, càng trả nhiều cho nó dứt, trả tát tắt luôn, trả một cái một luôn rồi mình mới được về. Chứ mình không trả là nó còn đeo đắng nữa rồi sao mình được đi về. Bởi vì là lời thầy nói là gieo nhân nào thì quả đó. Kiếp trước con giết người ta thì kiếp này ta giết cũng lại, kiếp trước con chửi người ta thì kiếp này cũng bị ta chửi lại. Thì mình chấp nhận cái chửi đi, mình chấp nhận cái đau thương nữa mình trả cho nó mang để mình tu. Biết mình nói là kiếp này tôi gán tôi tu để tôi giải quả kiếp trước, thì biết cái câu đó thì đừng có buồn, thì giải đi rồi xong đây mình được về. Không có gì chứ. Người hỏi gì? Dạ cô Năm ơi, thì trong vấn đề cũng có nói rằng là khắp thế giới cửa nhà tan nát, cùng xóm làng cơ thớt bệnh hiu. Bấy lâu nay ngôi dưỡng chắc chi hôm nay tan nhịp gặp đời trở lại, thì có phải những cái dịch bệnh những chiến tranh thì đúng là... rồi thì là thầy có nói một lời của sứ giả của thầy nói khắp thế giới cửa nhà tan nát, cùng xóm làng cơ thớt bệnh hiu, bấy lâu nuôi dưỡng chắc chi hôm nay tận diệt gặp đời trở lại. Phải tận diệt lập lại đời thánh đức. Thì bởi vì cả vũ trụ hoàn cầu không nói riêng về đất nước Việt Nam của mình đó, thì trong sấm giảng thầy nói là tới ngày này năm này đã đáp ứng cái lời đó. Bởi thầy nói khắp thế giới cửa nhà tan nát, cùng sấm làng thương thớt và nhiêu bấy lâu nuôi dưỡng chắc chiêu, nay tận diệt, phải tận diệt.
để lập đời thượng cổ cho lại, lập đời thánh đức cho lại. Thì tới là coi như sắp tới. Bây giờ con thấy các nước cái chiến tranh nó bánh hình, nó tơi tả luôn. Phải vừa tại mình ở Việt Nam nó quan tâm tới nó. Chứ mấy đứa đệ tử của cô bên nước ngoài nó điện về cho cô hằng ngày hằng giờ, rồi lắp khế chỗ nào, kiểu ban nào nó cũng điện cho cô nghe. Đệ tử của cô là một ly dung rất nhỏ, là cũng như là nó tài trợ tiền làm phước tiện nhiều lắm. Nhưng mà nó nói cô mới hôm rồi cách từng trước đó, là lắp khế khí nhà cô sập trường học hay là nhà thờ gì chết cũng bận luôn. Khế gần nhà con, ở gần nhà con mới sao lắm, không có sao gần đó mà không có sao à, vô chưa. Dạ thì kính thưa cô Năm, lời thầy nói là ám chỉ cho toàn thế giới hay của Việt Nam mình? Tại vì có nhiều người nói thầy lời nói như vậy mà có đâu Việt Nam giảng bình ổn à, có những cái bình luận nói gì đó cô Năm. Thầy nói đây nghĩ là hỏi các bà con trên cộng đồng. Lời cô Năm nói nè, thầy nói nè, khắp thế giới khắp thế giới cửa nhà tan nát, cùng xóm làng thứ thất quạnh hiu, không phải nơi riêng gì Việt Nam mình. Mà nó cả cái vũ trụ bầu trời luôn. Chứ không nhưng phải nó đến từng nơi từng vùng, đến từng nơi từng vùng đó. Chứ không phải là ập một cái thì từng vùng chỗ này chỗ kia rồi lọc, cái đó là gọi từng vùng là lọc lừa sàng sảy đó. Cũng như cái chỗ này không có tu thì cho chỗ này nó bị tai nạn trước, rồi lửa ở trên nhìn xuống chỗ nào tu thì để chừa lại đó, chậm chậm từ từ lọc sàng sảy. Nên là khắp thế giới, thầy nói là khắp thế giới chứ không phải nước Việt Nam, khắp thế giới nào, hoàn cầu vũ trụ này luôn, nói chung là các nước nào cũng cần cho cái trái đất này là đều bị, chứ không có nước riêng Việt Nam mà cũng không có nước riêng về đất nước nào đó. Thì bà con nó nghe cái lời này thầy nói thì có chứ không phải không. Phật nói mà phải có, nhưng mà cô Năm đây chưa có dám nói cả cái năm nào, nhưng mà tới đây sẽ biến chuyển đó. Thì thấy các nước nó đánh với nhau này, rồi lấp xấy nè, ở bển cũng lấp xấy nhiều lắm luôn. Rồi là có chỗ thì nóng không có nước uống luôn đó, là đệ tử của cô nó gọi về nó nói trực tiếp cho cô nghe, chứ còn cô nó không có coi thời sự nhiều. Nên nó là thì cái nước nào đó không có tu thì nó sẽ tới trước, từ từ hết luôn, rồi mới lập đời cho lại, mới lập đời cho lại là cũng như tận diệt hết, xong mới lập đời thượng quân thánh đức lại. Bây giờ nó biến chuyển từng vùng từng nước, nhưng mà mình chưa có biết cái năm nào để lập lại thượng quân. Nhưng bây giờ mình nhìn đi là mình thấy cũng tận rồi, nước này nước kia nó đánh nhau rồi, ở ngoài lốc xoáy rồi là đất đất lở sập gì tùm lum ở ngoài nước ngoài, chứ không phải không có đâu. Nên là cái con này thầy nói thời này nó sẽ ứng nghiệm vào cái lời thầy nói. Nên bà con đừng có nghĩ là không có, rồi cứ tu đi, chừng nào nó đến thì nó sẽ đến đó. Có phải không? Tại sao bây giờ con thấy càng giờ sau này càng gặp cái ngày lập hội lại càng có nhiều thảm họa, hay là những cái nạn tai hoặc là những cái chuyện thay đổi nhiều quá không ạ? Thì đúng rồi, gần ngày lập hội thì phải lựa, phải lọc, phải sàng sảy, thì nó phải gấp rút để mà lọc ra, sàng ra coi người nào tu thì mới có chiến tranh, mới có chết chắc, mới biết người nào hung, người nào hiền, người nào ác. Thì gần tới chừng nào là nó cận, chừng nào là làm dữ chừng ấy. Nghe mấy con thấy đi, thí dụ mà càng gần đến vào vừa hỏi qua thì càng khổ, càng đau, càng chết. Để chi biết không? Để lập lừa sàng ra. Chứ nếu không có bệnh, có đau, có chết rồi biết ai đâu mà. Chết đây là chết bệnh, chết những tai nạn là lọc lừa sàng kể những người không tu, còn những người tu hiền đức để lại đó, nó mới có là cái sự đau ốm bệnh hoạn đau khổ mới nhiều tới, càng tới là càng khổ. Con cứ nghĩ đi, thấy chúng sanh mà càng khổ là càng tới đó. Là lọc tới cuối cùng rồi không còn nữa, người hung ác nữa, là mới dùng phép màu mới lập lại thượng quân, thì lúc đó còn hiền. Bởi vì bây giờ con thấy bệnh đau đủ thứ là lọc lừa sàng đấy, sàng xảy ra lọc ra những đứa con nào hiền để bên, những đứa con nào giá cho nó qua đây, nó lãnh cái sự tàn bạo nhiều kiếp của nó. Phải không? Nghe bây giờ các vị cũng xuống nhiều, cũng các vị cũng như mấy ngày nay cũng có các vị mà cũng như là
chúng thương chúng sanh, mà lại là vừa dẫn chúng sanh, vừa thương chúng sanh mà vừa dẫn chúng sanh. Nên là có những gì mấy ngày nay khiến cho cô nói cái câu này hoài, cô nói sao mà mất cái gì nói không hoài vậy? Lời ngừa tàn bạo gây nên, bây giờ cho nó trả, không cứu nữa. Mà cứ mắc cái gì qua đây cô nói không. Cũng như Phật vừa thương chúng sanh mà vừa giận, vừa buồn. Nên là đây là lời người tàn bạo gây nên, chứ Phật không có gây. Yeah. Nên bây giờ giải không có được, các chị thì cũng buồn. Yeah. Như là do nhân quả của lời người tàn bạo gây nên mới có cớ sự này. Đúng rồi. Những đây là con biết thảm họa đau thương này là cũng lời người mình gây ra mới có cái ngày hôm nay. Là do mình làm không mà, chứ đâu Phật trời đâu có làm đâu, không có làm. Mà có người nói sao Phật không thương chúng sanh mà lại cứu, không cứu. Cứu gì? Mấy người làm tàn bạo ác cực kêu Phật không cứu hả? Để cho mấy người ăn quen làm nữa vậy? Thấy không? Phải trừng phạt cho thấy những cái đau đớn, cái khổ sở là do nhiều kiếp mình gây ra. Nên ngày nay cứ cho khổ sở. Nhưng cứu Phật cứu được hết trơn, nhưng mà cứu gì thì mấy đứa con đâu có biết, chúng sanh này đâu có biết làm việc ác, nó sung sướng hoài đâu biết, cho nó khổ nó thấy. Đang nó biết cái nhân quả của nó, nhiều kiếp trước nó đã tạo thì kiếp này nó phải lãnh lấy. Bởi vì bà con gán đi, nếu mình có khổ có sở kiếp này thì cũng gán thôi. Dù kiếp trước mình làm những việc ác, mình không có làm thiện thì kiếp này mình gắng tu đi chuộc lại. Chuộc lại cái lỗi lầm đó, rồi đi khi đến mà đặt hậu long qua có thể là Phật thần cũng có cứu vớt được dự người dân Phật quốc. Còn nếu mà kiếp trước mình gây ác nghiệp, mình bây giờ mình khổ, khổ chúng tu được lại đi tu đi luôn. Tiêu luôn. Vì trong cái màn này ai mà phát tâm tu là đúng thời kỳ phải không cô nè? Đúng thời kỳ. Gọi là màn ăn sáng. Ừ, màn ăn sáng. Bởi vì bây giờ phát tâm tu là Phật ăn sáng. Thì thầy cũng nói đó, nay xá tội chỉ còn một lúc này nè, lúc này là phải tu. Lúc này đang xá tội, mình lừa cơ hội thì xá tội mình tu. Một, ông cũng chứng mình còn cái tội trước ông bỏ hết rồi. Yeah. Coi như hồi trước giùm làm tội ông bỏ rồi, giờ mình tu cũng chứng chứng. Mà không biết khôn mà để vào cái dịp này để tu. Yeah. Nếu người nào khôn bởi vì này nói luôn, người ngu nghe nói cười ghêu, người khôn nghe nói buồn rầu. Yeah. Là cái ngày này là Phật không thương đúng là xá tội rồi. Mình khôn mình biết được cái giáo lý thầy, mình tu gấp gấp liền, chứng liền. Yeah. Mà trước giờ tội bỏ hết, con là nào mở chịu tu. Bởi vì bà con nên gán đi, hồi trước giờ làm những việc không có phước, làm những việc tội đi, nói thẳng đi. Bây giờ tu đi cũng Phật ăn xá đó. Yeah. Ăn xá có nghĩa là bỏ đó, thì chứng mình ở chỗ này. Yeah. Bởi vì cô Năm mới vừa nhắc câu đó, người khôn nghe nói càng gầu, người ngu nghe nói ngửa đầu cười gheo. Đó nói... bây giờ nói tu mấy đứa con nữa đó, mà đừng cô giờ tu kịp không cô, bây giờ sao con nghe mấy ông nói chết con giục bấn loạn tinh thần, nhưng mà con muốn khùng mấy ngày nay luôn đó, con sợ tu không kịp, con gầu, con muốn điên rồi con. Đừng có đương con bệnh tâm lại. Những nói hồi trước giờ con làm thử con. Rồi con nghe mẹ ông nói chết đó, con sợ con không được, con xuống địa ngục, con quá khùng, con muốn khùng luôn. Nó thật sự nó nói con muốn khùng luôn con. Bây giờ con nhờ cô nói sao cho con. Cô nói một hơi cái nó tỉnh hồn. Thật sự nhỏ nó như trước đây nó làm tội tử đừng, nó cũng như bây giờ nghe nói chết á, rồi nó sợ tu không kịp. Nó cũng quay đầu rồi. Yeah. Bây giờ con tu quay đầu mà cho không kịp, con gầu quá gầu con. Kịp không con? Kịp. Cô nói kịp. Nó nói sao cũng làm tội nhiều lắm cô. Nhưng mà tội trước bỏ. Nay chứng cái phước ngay đây. Bị giờ ông nói xả tội rồi. Thì trước giờ mình làm tội ông xả rồi. Giờ mình tu làm trước mình ngay đây nè. Là được nó gì hả cô? Trời con mừng quá mừng. Cô Năm cũng nên nhắc kỹ lại cái câu chứng là như thế nào để bà con hiểu lầm nữa. Chứng, chứng là như gì? Trước đây con làm những việc gì tội lỗi, nhưng hôm nay phát tâm ăn năn hối cải là phải ăn năn hối cải là phải ăn chay, chuồng chay quyết liệt trở lại, bị chuộc lại cái tội của mình ngày xưa, đàn ông Phật ổng mới xóa được. Yeah. Chứ mà tu lớp đất không được nghe. Thí dụ như trước đây thầy nó nói ông kia ông làm tội, nhưng bây giờ con phát tâm, con sợ không kịp, chuồng chay giữ giới làm việc thiện, chứng là chứng ngay đây, có nghĩa là chứng cho con được tu, chứ không phải chứng là đắc đạo.
Chứng là chứng cho con biết phát tâm từ bi, biết tu hiền để sau này được, nếu Phật xem xét lại thì được, có thể là sống lại làm người, có thể là được vào dự hội Long Hoa là làm con dân Phật quốc. Dạ, yeah, tu tập tiếp. Tu tập tiếp không phải chứng là thành Phật nha. Yeah. Chứng là chứng cho con biết tu. Yeah. Chứng cho con biết hiền lương, là chứng vô cái chỗ này để mà chứng cho con tu mau. Chứng cho con để có cái tâm sáng để con tu mau tiến lên. Chứng là chứng vậy đó. Yeah. Còn những tội lỗi vừa qua thì bỏ. Xá rồi, ăn xá rồi, giống như nhà nước ăn xá mình. Yeah. Giống như người cải tạo 5 năm mà nhà nước ăn xá được 3 năm còn 2 năm. Yeah. Xá cái tội mình ơi, giờ mình tu cái tội cứ cũng xóa luôn. Yeah. Chứng ngay đây nên bà con dám tu. Bởi vì thời kỳ này là nếu mà phát tâm tu là đúng thời kỳ luôn, mình đúng thời kỳ. Yeah. Phát tâm là phải trường chay giữ giới nha, chứ mà lơ mơ lơ thôi là không được. Bây giờ nó kết thúc rồi, nếu mình lơ thôi như trước đây là không được, không kịp. À, giờ hỏi gì? Hỏi gì đây? Dạ cô Năm ơi, thì trong Di Lặc thầy cũng có nói rằng là khổ với thảm ngày nay có mấy, sợ mai sao dần thấy bay hồn, trừ tại gian còn thì chỉ còn cảnh sông máu nước xương ra thiết. Thì bây giờ cái thầy nghĩ đến gần đến chứ cô Năm, hay là bây giờ nó đã có từ từ không? Có, đến nó sẽ đến, đến đến đó nó còn biết không. Bây giờ hiện giờ mình chưa có thấy thảm với sợ ngày nay có mấy, ngày sau dần thấy bay hồn, bây giờ bắt đầu. Bây giờ con thấy đau bệnh nằm bệnh viện chưa, tới đây sẽ thay chắc chồng là mới thảm sầu đó. Bây giờ có mấy đâu ngày sau mới thấy ba hồn. Dạ. Mình nhìn thấy là ba hồn tới đây. Ông bà thấy năm Covid năm đó, trước chắc là con đã thấy ba hồn thiệt rồi đó. Ba hồn rồi đó. Hay Trung Quốc. Ở Trung Quốc hay nha. Lớp, ở Trung Quốc, Ấn Độ đó, cuốc một đường dài vậy nè, nó bên xuống thôi. Dạ, cũng thấy đó là xe cuốc cái hầm một đường dài, cái xe ben nó sát người mà ben xuống đổ dài dài. Dạ. Như là ben cát đá. À dạ. Dạ thưa cô Năm. Nhưng mà chưa tới đây còn bay hồn nữa. À. Tới đây là không có người chôn luôn. Bây giờ nó năm Covid còn có người đem đi lắp đi chôn, tới đây không có chôn. Nằm hơi thêm. Nằm bắt thầy đặt cho thầy gì đó. Tới đó là mới hồn bay cát tán. Nó mới giữ, nhưng mà tới đây sẽ tới không có bao lâu. Yeah. À, dạ thưa cô Năm, có gì vậy cũng con nghe nói thì thảo luận để bàn qua Phật pháp thì nói các nước ngoài thì Nam ban cảnh khổ mắt nhìn ngoại quốc thẩm thê, Nam ban cảnh khổ cũng kề bên tay, có nghĩa là nước ngoài xong sẽ tới nước mình phải gì nữa. Thì bây giờ con thấy nước mình chưa có chiến tranh nè. Yeah. Đâu ai bắn nhau, nhưng ở ngoài nó có bắn nhau rồi. Yeah. Ở bên cái nước gì đó nó bắn với nhau, là chính là cái đứa con mà của nhỏ mà Nguyễn Loan đấy, vô đây ở một đêm ngủ đây, là đứa con gái nó đi lính Mỹ đó. Nó nói cô giờ nó bắn mà con xin giỡn được, nó nhờ cô cầu xin chào Phật cấp đèn trời đó, cầu xin cho con nó đi lính Mỹ được bình yên đó. À, đi đang lính Mỹ giờ đánh dữ dằn mà bệnh vậy này, nó nuôi mẹ trên Sài Gòn là bữa đi xuống đây ngủ một đêm nè. Con nhỏ con gái mà cô kể nhỏ xíu mà nói chuyện trên mang đá, trên trại đó. Yeah. Nó ngủ đêm đêm là con đi đến Mỹ mà. Bây giờ nó đáng vui lắm. Yeah. Con sợ con của con, sợ thầy. Bởi vì cái câu sau mà thầy có nói là mắt nhìn ngoại quốc rồi, tới Nam Bang cảnh khổ. Cũng kề bên tay. Kề bên tay, cũng là sắp tầng hai cô Năm. Thì bây giờ ha, con nhìn đây, con thấy mà các nước ngoài đã chiến tranh đó, là mình sắp tới đó. Yeah. Chừng nào mà nó dữ dội trong nhau là mình đánh. Bây giờ nó đánh nước này, đánh nước kia, nước Mỹ nó đánh mà nước cái gì nó nói rồi, của nước tiếng Tây tiếng Ngô cũng không nhớ. Yeah. Nhưng mà Mỹ đánh với bên kia, rồi nước nào đánh với nước nào đánh lung tung hết trơn bây giờ luôn. Nó sợ con nó chết đó. Con đi lính Mỹ luôn đó. Yeah. Con gái mà đi lính Mỹ. Yeah. Nên bây giờ mình thấy nước ngoài có chiến tranh là mình sạch sửa đi, lo gạo trước. Lo trước đi ha, lo tu cho kẹp. Lo tu, chứ không phải lo gì chứ. Tu mới được chứ mình không thể nào mình ra mình cản cái đất nước này được. Bị dịch thời được đã sắp đặt rồi. Thời cơ trên sắp đặt tới màn tới lớp. Thì nó phải xảy ra như vậy, mình ra đây lo tu. Lo tu để Phật cứu, để các chư dân thù Bồ Tát cứu. Bởi vì là nhìn ngoại bắc
bây giờ nó đang chiến tranh lắm. Có thể là cuối năm này ông ngoại nó cũng tơi tả luôn. Dạ. Nhưng mà chưa. Việt Nam mình bây giờ còn yên ổn. Chưa ổn mà chưa. Lo tu hay. Chứ Việt Nam mình chưa có chiến tranh, chưa đâu. Nào mà cũng thấy ông ngoại nó giữ là đồng. Mà mình cũng chưa đi. Nhưng mà cô nói cái này, chừng nào cũng thấy cái cầu Mỹ Thạnh đó xong. Lúc đó nguy hiểm đang gìn gặp đấy. Đang gìn gặp mình đó. Cái cầu Mỹ Thạnh mà nó xong là coi như là bọn ác gìn gặp đó, ăn trộm vô nhà lấy đồ đó. Nó như vậy đó. Nên là hen. Thì bà con gán tù. Chỉ có cái chữ tu là mới giữ được con người mình thôi. Chứ không ai giữ được cho mình. Bây giờ lúc đó mình không tu, mình trốn xuống dưới hầm mình cũng chết. Bởi vì trong nhân thầy đó, tử thần đó, là mình dù ở đâu nó cũng lôi mất. Dù ở cùng cấp thâm sơn cũng lâu ra. Đó. Thì dù cho mình không tu đi, mình trúng hầm cũng trúng đạo mình chết. Còn mình có tu, Phật cứu, chư thần cứu đem về, gom một lại chỗ. Lúc đó là giữ đúng không? Thay phơi chất chậm. Rồi những người tôi đó là các chân thụ Bồ Tát, các chư thần cứ gom lại về một chỗ đi giữ đó. Dùng phép để mà giữ lại các người đó là được cứu, là giữ lắm tu đó nghe. Phải dùng một con.